nutrient trong bột đông cô thực phẩm với hàm lượng cao, giúp tạo ra những sản phẩm an toàn, chất lượng cao và đáng tin cậy. Đó là cầu nối giúp cân bằng lượng dinh dưỡng thiếu hụt. Nutrilite giúp mọi người có sức khỏe tốt hơn. Đó là lý do tại sao Nutrilite là nhãn hiệu vitamin và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng bán chạy số 1 thế giới. Nutrilite kỷ niệm 80 năm phát triển. Vào năm 1934, cha tôi Karen Bob đã giới thiệu thực phẩm bổ sung đa vitamin, đa khoáng chất đầu tiên tại nước Mỹ với các thành phần dưỡng chất từ thực vật. Vào năm 1942, cha tôi phát triển phương pháp canh nông Nutrilite của ông qua việc trồng cỏ linh lăng mà không sử dụng thuốc trừ sâu hay hóa chất có hại. Năm 1948, Nutrilite Double S được bán với giá $20. Ngày nay, Nutrilite là nhãn hiệu vitamin và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng bán chạy số 1 thế giới. Năm 1949, những nhà sáng lập tương lai của Amway, Jay Van Andel và Rich DeVos trở thành những nhà phân phối hàng đầu của sản phẩm Nutrilite. Năm 1956, Nutrilite sản xuất một trong những thực phẩm bổ sung vitamin C có nguồn gốc từ tự nhiên đầu tiên, đó là Acerola Cherry. Năm 1958, Nutrilite ra mắt tài liệu đầu tiên về sự thiếu hụt dinh dưỡng của con người. Năm 1972, Nutrilite Products Inc. trở thành một phần của tập đoàn Amway. Năm 1989, khoa y tế dự phòng CF Rambo được thành lập tại Đại học Y khoa Stanford. Năm 1998, số lượng trang trại hữu cơ tăng lên gấp đôi, mỗi địa điểm đều được chọn lựa kỹ càng để đảm bảo cung cấp sản phẩm có chất lượng tốt từ khâu chọn hạt giống đến thành phẩm. Năm 2002, Nutrilite được công nhận là nhãn hiệu vitamin và khoáng chất được trồng trọt, thu hoạch và chế biến trên chính các trang trại hữu cơ được chứng nhận của mình. Năm 2004, Viện Tư vấn Sức khỏe Nutrilite thành lập Ban Cố vấn Khoa học. Tham gia vào Ban Cố vấn là các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe. Năm 2012, nghiên cứu của Nutrilite về sự thiếu hụt dưỡng chất thực vật trên người Mỹ và người Hàn Quốc được công bố trên báo Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Năm 2013, ra mắt dòng sản phẩm BodyKey by Nutrilite và TrueVBT by Nutrilite, gồm những sản phẩm bổ sung dinh dưỡng giúp kiểm soát cân nặng và làm đẹp từ bên trong. Sản phẩm Nutrilite có mặt tại hơn 64 quốc gia trên thế giới. Năm 2014, Nutrilite tổ chức kỷ niệm 80 năm giúp mọi người có sức khỏe tốt hơn nhờ chế độ dinh dưỡng tốt hơn. Tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các bạn, vì các bạn chính là những sản phẩm tốt nhất của sản phẩm và giúp Nutrilite đạt được vị trí là nhãn hàng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng có doanh thu đứng đầu thế giới. Chăm sóc đất đai, chăm sóc con người. Karen Bob, nhà sáng lập Nutrilite. Tinh hoa từ khoa học, tinh túy từ thiên nhiên, một cơ hội để phát triển rực rỡ. Tôi thích ngắm nhìn những bông hoa bung nở rực rỡ. Không chỉ là cỏ linh lăng, robina hay bông cải, tôi cũng thích ngắm nhìn những con người căng tràn sức sống, sức sáng tạo. Và nơi này đã giúp tôi thỏa mãn niềm đam mê của mình. Nông trại Nutrilite, El Petaco, Mexico. Tôi thật sự không thể kể hết lý do vì sao tôi lại gắn bó với công việc này. Có một sự gắn kết mạnh mẽ giữa đất đai và con người sinh trưởng nơi đây. Mọi người yêu nông trại của họ. Và khi sâu chuỗi các yếu tố này với nhau, với canh tác hữu cơ, chúng tôi biết rất rõ những gì chúng tôi đang làm đã góp phần đưa thực phẩm bổ sung của chúng ta nổi tiếng trên toàn thế giới. Chúng tôi là một phần của một bức tranh, và tôi thích ngắm nhìn bức tranh ấy. Nutrilite cùng với tất cả các thành phần tinh túy, chúng tôi đang làm việc như một đại gia đình nhằm chăm sóc sức khỏe của mọi người. Chúng tôi luôn tìm cách gìn giữ sự tự do, gia đình, hy vọng và tưởng thưởng. Và các bạn đã trông thấy những con người đang cần các giá trị ấy. Họ chỉ đang chờ cơ hội để phát triển rực rỡ.
Công ty đang giúp chúng tôi thực hiện điều đó ở vùng đất xa xôi này. Cần dưỡng chất từ thực vật. Bạn có biết trái cây và rau củ chứa các thành phần có giá trị dinh dưỡng rất cao, được gọi là dưỡng chất thực vật, phytonutrient. Phyto theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là thực vật, nutrient có nghĩa là những dưỡng chất của sự sống. Mỗi màu sắc của thực vật đều đem đến những lợi ích cho sức khỏe, bao gồm trái cây và rau quả màu tím giúp tăng cường sức khỏe của não bộ, trái cây và rau củ màu cam tốt cho đôi mắt, trái cây và rau củ màu xanh tốt cho hoạt động của tế bào, trái cây và rau củ màu đỏ tốt cho sức khỏe tim mạch, trái cây và rau củ màu trắng giúp hỗ trợ sức khỏe xương và khớp. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải ăn đa dạng các loại trái cây và rau củ với khẩu phần hợp. Nền tảng sức khỏe phụ thuộc rất nhiều vào lượng rau củ quả bạn ăn vào mỗi ngày. Mức khuyến nghị tối thiểu là 400g. Nhưng có một bí quyết còn quan trọng hơn, đó là chọn rau củ quả đủ 5 sắc màu để tăng cường tối đa dưỡng chất thực vật. Rau củ quả màu xanh lý tưởng cho sức khỏe tế bào và hệ miễn dịch. Rau củ quả màu trắng hỗ trợ sức khỏe xương khớp. Rau củ quả màu đỏ bảo vệ sức khỏe tim mạch. Rau củ quả màu tím cải thiện chức năng não bộ. Rau củ quả màu cam tăng cường thị giác.
Trên thực tế, luôn có sự chênh lệch đáng kể giữa mức khuyến nghị tối thiểu và thói quen ăn uống hàng ngày, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Nutrilite mang đến giải pháp bổ sung vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật. Thực phẩm chức năng viên nén Nutrilite Double X chứa 18 loại bột đông khô thực vật, 12 vitamin, 9 khoáng chất, giúp tăng cường sức khỏe, giảm mệt mỏi, suy nhược, kém ăn, hỗ trợ hồi phục sức khỏe sau khi bệnh. Bạn không ăn uống đủ lượng vi chất được khuyến nghị? Thực phẩm chức năng viên nén Nutrilite Double X giúp bạn cải thiện tình trạng thiếu hụt trên. Đủ hàm lượng, nhiều sắc màu, giàu sức sống, mở cửa tương lai. Dạ, xin được kính chào các cô bác và các anh chị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Rất là vui hôm nay được Hiền được làm MC, được kết nối các cô bác và các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay. Thì trước hết là Hiền xin được tự giới thiệu, tên đầy đủ của Hiền là Nguyễn Thị Hiền và Hiền đến từ Hải Dương. Cô bác và anh chị có thể cho Hiền xin một tín hiệu, một tràng số 1 để Hiền biết được là cái đường truyền của chúng ta tốt được không ạ? Cảm ơn các cô bác và anh chị. Cô bác và anh chị có thể cho Hiền biết là cô bác và anh chị đến từ những đâu không ạ? Đa số là cô bác và anh chị đều đến từ miền Bắc đúng không ạ? Miền Bắc của chúng ta thì đang có những cái ngày đầu tiên đón những cái đợt gió mùa đông bắc. Cảm giác những cái cơn gió lạnh tràn về rất là mát đúng không ạ? Thực ra thì Hiền vừa đi ở bên ngoài về thì Hiền thấy rằng là cũng khá là lạnh. Bạn Hạnh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh thì là thời tiết chắc chắn là rất là ấm áp đúng không ạ? Thì Hiền thấy rằng là gì, trong cái không khí se lạnh này với cái thay đổi mùa mà giảm nhiệt độ đột ngột ấy, thì thường là cụ già này hay là trẻ nhỏ thường rất là hay bị ốm đúng không ạ? Hay là những cái người mà có cái hệ miễn dịch kém hay là cái miễn dịch nó thấp thì khi thay đổi cái thời tiết đột ngột thì thường hay có hiện tượng như là ốm này, sổ mũi này, hay là cái hiện tượng như là viêm họng đúng không ạ? Thì hôm nay rất là vui trong cái chương trình của chúng ta có ban tổ chức có mời đến đây chị Triệu Thị Triều. Chị là một dược sĩ và đã có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái ngành chăm sóc sức khỏe chủ động. Chị là một trong những cái người đầu tiên tham gia vào cái dự án chăm sóc sức khỏe chủ động cho con người, và với cái mục đích là lan truyền, lan tỏa những cái kiến thức của chăm sóc sức khỏe chủ động tới tất cả mọi người để làm sao mỗi người chúng ta đều có một cái sức khỏe tốt nhất. Thì hôm nay chị sẽ chia sẻ với chúng ta một chủ đề, theo Hiền chủ đề đó rất là quan trọng. Chủ đề của chị sẽ chia sẻ với chúng ta về cái tầm quan trọng và cái việc bảo vệ cái một cái cơ quan ở trong cơ thể của chúng ta mà nơi đó có chiếm tới 70% tế bào miễn dịch ạ. Và không làm mất thời gian của cô bác và các anh chị nữa, thì Hiền xin được mượn các cô bác và các anh chị một tràng số 2 để mời chị Triệu Thị Triều lên chia sẻ cùng với chúng ta được không ạ? Em mời chị Triều ạ. Vâng, xin cảm ơn Hiền đã giới thiệu với chị. Xin chào tất cả các anh chị có mặt trong phòng Zoom tối hôm nay ạ. Rất vui là được gặp lại các anh chị vào các buổi thứ ba hàng tuần. Và hôm nay thì Triều cũng rất vui là được tham gia vào cái chương trình về chăm sóc sức khỏe chủ động. Thì lời đầu tiên thì Triều xin giới thiệu là Triều, họ tên đầy đủ là Triệu Thị Triều, và hiện nay đang sinh sống tại Long Biên, Hà Nội. Và Triều cũng đang phân phối các cái dòng sản phẩm về chăm sóc sức khỏe chủ động. Thì Triều để mở màn cho cái chủ đề này thì Triều cũng có một cái câu chuyện gọi là để giao lưu với các anh chị.
Chiều xin kể một cái câu chuyện là chiều đi mua một chiếc xe máy, thì một cái nhân viên bán xe máy đấy thì có hỏi là chị ơi, chị có lắp cái bảo vệ xe không? Thế thì chiều bảo sao lại phải lắp bảo vệ xe, bảo thì chị lắp bảo vệ xe để cho nó phòng nhỡ bị xước xe chẳng hạn đấy. Thế thì mình lúc đấy thì mình cũng nghĩ bảo tại sao cái xe thì mình cảm giác như là giá trị hơn là bản thân mình ấy. Vì mình bản thân mình chưa bao giờ mình có ý thức là mình bảo vệ sức khỏe của mình. Thì cũng rất là may là chiều được tham gia, từ cái lúc mà chiều được tham gia vào cái chương trình chăm sóc sức khỏe chủ động này thì chiều mới bắt đầu mới có cái khái niệm. Thì đây cũng là một cái chủ đề là hôm nay chiều chia sẻ cho các anh chị. Thì bây giờ chiều xin chia sẻ màn hình ạ. Vâng, hôm nay chiều xin chia sẻ một cái chủ đề về chăm sóc sức khỏe chủ động. Thì vậy thì chiều xin hỏi các anh chị là từ trước tới nay là chúng ta đang cố gắng, nỗ lực vì điều gì? Có phải là chúng ta, tất cả chúng ta đều là cố gắng để cho có một cái gia đình hạnh phúc? Và con cái khỏe mạnh, và là phấn đấu là mua nhà, mua đất đấy, và rồi là mua xe hơi, rồi là phấn đấu nói chung là có của để ra gửi ngân hàng chẳng hạn đấy, rồi là mong có địa vị, những người mà làm công chức nhà nước thì mong có địa vị, và sau đó thì mình lại mơ là có tiền để đi du lịch và sự nghiệp. Rất nhiều những cái mơ ước và rất nhiều cả cuộc đời chúng ta nỗ lực. Vậy thì cái quan trọng nhất nó là cái số 1, là cái sức khỏe. Nếu như mà không có cái số 1 này thì tất cả những cái đằng sau nó vô nghĩa. Các anh chị có đúng không các anh chị? Vậy thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe, là thứ nhất là di truyền 15%, và thứ hai là khí hậu 7%, và thứ ba là xã hội 10%, thứ tư là bác sĩ là 8%, và cái quan trọng nhất là tự giữ gìn sức khỏe là chiếm 60%. Và cái nguyên nhân gây ra bệnh tật thì rất là nhiều nguyên nhân. Hiện nay ví dụ như là thực phẩm bẩn, ô nhiễm này cũng đang là một cái báo động này, rồi là không khí ô nhiễm, rồi là căng thẳng, stress công việc, áp lực công việc, rồi là lười vận động, và nguồn nước ô nhiễm, và thức khuya cũng là một yếu tố rất là ảnh hưởng đến sức khỏe. Hiện nay là cái thời gian vừa qua là Covid thì là rất là nhiều người là xem phim, rồi là chơi game thức đêm đấy, đang rảnh rỗi thì cứ cầm cái điện thoại thôi đấy, thì thức khuya rất là ảnh hưởng. Và những cái cảm xúc mà gây hại cho cơ thể, ví dụ như là lo lắng thì hại dạ dày, sợ hãi thì hại thận, và tức giận thì hại gan, căng thẳng thì hại tim đấy, những cái cảm xúc đấy nó cũng ảnh hưởng rất là lớn. Và chúng ta xem một cái video này, là hiện nay là đây là chương trình thời sự nhé. Các anh chị xem. Tôi nói bệnh từ miệng vào chưa bao giờ là sai, nhất là trong thời điểm hiện nay khi thực phẩm bẩn đang bủa vây người tiêu dùng. Có thể nhiều người sẽ giật mình khi biết rằng đến năm 2020, số ung thư mắc mới mỗi năm ở Việt Nam sẽ xấp xỉ 200.000 và nước ta sẽ trở thành nước có tỷ lệ ung thư cao nhất trên thế giới. Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến thực trạng này chính là thực phẩm bẩn. Đây là lời khẳng định của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam sau nhiều năm nghiên cứu về mối liên hệ giữa thực phẩm bẩn với căn bệnh ung thư. Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam cho biết năm 2000, Việt Nam có khoảng 69.000 ca ung thư mắc mới. Đến năm 2015, đã lên đến 150.000.
Theo các chuyên gia, sở dĩ số ca mắc ung thư tăng nhanh trong những năm gần đây do ba nguyên nhân chính: thực phẩm bẩn, môi trường ô nhiễm, tuổi thọ tăng. Trong đó tác nhân thực phẩm bẩn đứng hàng đầu chiếm khoảng 35%, thuốc lá chiếm 30%, di truyền chỉ từ 5-10%, còn lại là các nguyên nhân khác. Bộ Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam nêu lên vấn nạn mang tính quốc gia của nước ta là việc sử dụng các loại thuốc tăng trọng, tạo nạc trong chăn nuôi heo. Từ tháng 5 năm 2011, hội này khảo sát thị trường thức ăn chăn nuôi heo và gà ở Thành phố Hồ Chí Minh và phát hiện nhiều loại chứa các chất tăng trọng thuộc nhóm độc hại, trong đó phổ biến nhất là salbutamol và clenbuterol, vốn đã bị cấm sử dụng trong chăn nuôi trên toàn thế giới. Không chỉ thịt lợn nhiễm chất cấm, mà hàng loạt thực phẩm khác như bún có chất tẩy trắng, rau tồn dư thuốc bảo vệ thực vật nhiễm kim loại nặng, thực phẩm chế biến sẵn lạm dụng phụ gia, chất bảo quản cũng là tác nhân gây ung thư. Các anh chị vừa xem một cái video, đây là một cái thực trạng hiện nay mà chúng ta biết rõ là như vậy nhưng mà vẫn cứ phải ăn. Đấy. Thế thì sức khỏe thì dựa vào ai? Chữa bệnh dựa vào bác sĩ, mà phòng bệnh dựa vào bản thân. Từ trước tới nay là các cụ cũng vẫn có cái câu là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và những cái yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tối ưu. Thứ nhất là cái lối sống lành mạnh. Và thứ hai là cái tinh thần lạc quan. Và chúng ta ngủ nghỉ đúng giờ. Và thói quen ăn uống cũng rất quan trọng. Và thể dục thể thao. Và chúng ta dùng dinh dưỡng hợp lý. Và chúng ta lại tiếp theo chúng ta lại xem tiếp một video là tại sao lại dùng dinh dưỡng hợp lý như thế nào nhé. Thế giới cần cung cấp cho cơ thể 5-9 khẩu phần, 400 gram trái cây và rau củ mỗi ngày. Bạn có biết lý do tại sao không? Bởi vì trái cây và rau củ giúp bạn có sức khỏe tốt hơn cho hôm nay, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch và nguồn năng lượng của cơ thể. Trái cây và rau củ giúp bạn có sức khỏe tốt hơn trong tương lai, chung giúp cải thiện chất lượng cuộc sống. Tại sao cần dưỡng chất từ thực vật? Bạn có biết trái cây và rau củ chứa các thành phần có giá trị dinh dưỡng rất cao, được gọi là dưỡng chất thực vật, phytonutrient. Phyto theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là thực vật, nutrient có nghĩa là những dưỡng chất của sự sống. Mỗi màu sắc của thực vật đều đem đến những lợi ích cho sức khỏe, bao gồm trái cây và rau quả màu tím giúp tăng cường sức khỏe của não bộ, trái cây và rau củ màu cam tốt cho đôi mắt, trái cây và rau củ màu xanh tốt cho hoạt động của tế bào, trái cây và rau củ màu đỏ tốt cho sức khỏe tim mạch, trái cây và rau củ màu trắng giúp hỗ trợ sức khỏe xương và khớp. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải ăn đa dạng các loại trái cây và rau củ với khẩu phần hợp lý. Tại sao lại bổ sung dinh dưỡng? Khoảng 75% dân số thế giới không ăn đủ số lượng trái cây và rau củ như được khuyến cáo. Vì bận rộn, vì điều kiện môi trường làm giảm lượng dưỡng chất trong rau củ, sẽ có sự mất cân đối giữa những gì chúng ta ăn và những gì chúng ta cần ăn. Vậy làm sao để giải quyết sự mất cân đối này? Chúng ta có thể giải quyết dễ dàng thông qua việc sử dụng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng từ thực vật có chứa phytonutrient. Vâng, chúng ta vừa xem là chúng ta ăn hợp lý, là ăn các cái chất mà dinh dưỡng mà đủ các màu sắc thực vật thì chúng ta không biết là các anh chị này là hàng ngày đã bổ sung những cái dưỡng chất thực vật đầy đủ chưa. Và thì hôm nay thì Triều có xin chia sẻ về cái sản phẩm về chất xơ. Và cái nội dung chương trình hôm nay thì là chúng ta lắng nghe cơ thể mình. Và cái chất xơ thì là gì? Chúng ta cùng đi tìm hiểu. Và cái thứ ba là cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Chewable Fiber Blend. Và cuối cùng là tổng kết. Và chúng ta bây giờ sẽ đi tìm hiểu tiếp nhé. Chúng ta hàng ngày chúng ta đi đại tiện thì chúng ta sẽ để ý là cái nhu cầu thiết yếu này
và cái chất đào thải các chất cặn bã sau khi cơ thể hấp thu triệt để các chất dinh dưỡng. Và chúng ta hàng ngày chúng ta có để ý là cái hình dạng mà phân mỗi lần đi đại tiện gần nhất là các cái hình dạng như nào không ạ? Thì đây là rất nhiều hình nhá. Đầu tiên là cái hình tròn này. Đấy, và như là phân dê này. Đấy. Các cái hình này. Đấy thì các anh chị thì chúng ta nếu mà cái hình như thế nào các anh chị tích vào thì sau đó là mình sẽ biết được là mình là hiện trạng của chúng mình là như thế nào. Và cái tần suất đi đại tiện là nhiều hơn 3 lần một ngày hay là 3 lần mỗi ngày hoặc 3 lần một tuần hay ít hơn 3 lần một tuần. Và cái lượng phân khi mà đi đại tiện ấy thì ít hơn 200 gram mỗi lần hay là từ 200 gram đến 400 gram mỗi lần. Và phân khô này, cứng nhỏ khó khăn khi đi đại tiện này. Tần suất đại tiện dưới 3 lần một tuần này. Lượng phân thì mỗi lần đi đại tiện là dưới 200 gram này. Tức là như này là hiện tượng là bị táo bón thì chúng ta chắc chắn là ít nhất trong đời cũng bị một lần và có những người có khi là bị nhiều lần. Đấy là cái hiện tượng là táo bón. Và hiện tượng táo bón này thì sẽ gây đầy hơi này, đau bụng này. Rồi là đi ngoài phân có máu này. Đấy là gọi là táo bón ngắn hạn. Còn nếu mà táo bón mãn tính ấy, thì sẽ gây ra là bệnh trĩ này, xa trực tràng này, nứt hậu môn này. Và nguyên nhân gây ra táo bón thì là chúng ta thường là ăn ít trái cây, rau củ và ngũ cốc. Và ít vận động, ngồi làm việc trong thời gian dài. Hoặc là chúng ta căng thẳng, lo lắng thường xuyên. Hoặc là có một số người thì dùng thuốc tây thì do tác dụng phụ của thuốc. Đấy. Rồi là có khi là chúng ta uống ít nước chẳng hạn, không đủ nước. Hoặc là không tập thể dục thường xuyên, chúng ta ngồi nhiều là nó cũng ảnh hưởng. Hoặc là thay đổi thể chất đột ngột. Hoặc là có những trường hợp là do cái công việc của người ta ấy, thì là họ nhịn đi đại tiện. Đấy cũng là một cái yếu tố ảnh hưởng. Và cái chất xơ thì giúp làm giảm nguy cơ gây táo bón và các cái bệnh lý hệ tiêu hóa. Vậy thì chất xơ là gì, chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé. Tuy chất xơ rất cần thiết với sức khỏe của con người, song lại ít được quan tâm hơn các loại dinh dưỡng khác. Chất xơ là một phần của thực phẩm chúng ta ăn vào. Hệ tiêu hóa của con người không có men để có thể tiêu hóa được chất xơ. Vậy tại sao trong chế độ ăn cần có chất xơ? Chất xơ đóng vai trò như thế nào đối với sức khỏe của con người? Khi ăn thực phẩm giàu chất xơ, quá trình nhai lâu sẽ kích thích tuyến nước bọt hoạt động, tiết ra nhiều men tiêu hóa hơn, hỗ trợ tiêu hóa chất bột đường dễ dàng. Chất xơ sẽ di chuyển theo đường thực quản đi vào dạ dày và ruột non. Trong quá trình di chuyển, chất xơ không bị ảnh hưởng bởi các men tiêu hóa, tiết ra bởi dịch vị dạ dày hay trong ruột non. Tuy nhiên, chất xơ tan sẽ làm chậm lại sự di chuyển của thức ăn trong ruột non, nhờ đó tạo cảm giác no lâu, đồng thời làm chậm quá trình hấp thu bột đường vào trong máu, giảm tình trạng tăng đường huyết đột ngột. Phần còn lại của thức ăn không được hấp thu ở ruột non, bao gồm luôn cả chất xơ, sẽ di chuyển xuống ruột già để đào thải ra ngoài. Khi đó, chất xơ không tan sẽ hoạt động như một miếng bọt biển, hút lượng nước có sẵn, làm phân trương nở và mềm hơn. Từ đó, kích thích hoạt động co bóp của ruột già, thôi thúc đẩy chất thải ra ngoài. Ngoài ra, trong chất xơ còn có một thành phần gọi là prebiotic. Alo, chị Hải ơi, hỗ trợ em cái. Sao em không lấy được nhỉ? Chất này đóng vai trò là nguồn thức ăn chính của các vi sinh vật có lợi cho đường ruột, giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó,
Chất xơ tan cũng giúp tạo ra một lượng nhỏ các axit béo mạch ngắn có lợi khi sử dụng. Chị dùng bàn phím vẫn không lách được hả chị Chiêu? Mọi người nhìn trên màn hình nó như nào nhỉ? Màn hình lúc này chị nhấn mũi tên quay lại đi. Đấy, nhấn quay lại đi chị ơi. Rồi, không chị sử dụng bàn phím đi. Không được. Rồi, ok. Rồi. Vậy thì chất xơ là các chất một đường, là carbon hydrate, và không nằm trong cái nhóm tinh bột và không được tiêu hóa và hấp thu khi đi qua cái ống tiêu hóa. Chất xơ thì không cung cấp năng lượng cho cơ thể. Các cái thực phẩm mà có nguồn gốc thực vật giữ cho cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Và có hai loại chất xơ là gồm chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Chất xơ không hòa tan ấy thì là không hòa tan, là cái chất xơ mà không hòa tan trong nước này, và là thành phần cứng có trong ngũ cốc, nguyên hạt, các cái loại hạt, trái cây và rau xanh, ví dụ như là ngũ cốc, rồi là gạo, rồi là bột mì, rồi là các cái loại đậu, đậu đỏ, đậu đen và rau, rau cải. Chất xơ hòa tan prebiotic. Prebiotic là cái nguồn thức ăn cho các cái vi sinh vật có lợi và giúp tăng cường sức khỏe cho hệ tiêu hóa. Chất xơ prebiotic phổ biến ở trong thực vật là FOS. FOS chính là cái thức ăn cho lợi khuẩn. Thì gồm trong các cái như là măng tây này, chuối này, rồi là tỏi này, rồi là rau cải bó xôi này. Và cái tầm quan trọng của chất xơ đối với cơ thể thì như thế nào? Chất xơ là thực phẩm chức năng phòng chống các cái bệnh đường ruột và giảm cholesterol trong máu và kiểm soát đường huyết và chống táo bón, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, hỗ trợ quá trình giảm cân, kiểm soát cân nặng. Và chất xơ là phòng chống bệnh đường ruột. Chất xơ không hòa tan thì hấp thu một số chất có hại và thải loại các cái sản phẩm oxy hóa, các chất độc hại và ngăn ngừa những cái bệnh như là ung thư. Chất xơ hòa tan prebiotic nuôi dưỡng, gia tăng sự tăng trưởng và hoạt động của các cái lợi khuẩn, và 85% là lợi khuẩn và 15% là hại khuẩn. Đấy là một cái tỷ lệ vàng trong cái hệ đường ruột. Và giảm chất xơ, giảm cholesterol trong máu và kiểm soát đường huyết. Chất xơ hòa tan thì gắn vào cholesterol và đường, làm chậm quá trình tiêu hóa hấp thu cholesterol và bột đường. Hỗ trợ quá trình giảm cân, kiểm soát cân nặng. Chất xơ không hòa tan để gia tăng cái thể tích thức ăn, làm đầy dạ dày và ruột, tạo các cảm giác no và giảm cái phản xạ đói. Chất xơ hòa tan thì bọc lấy thức ăn, làm chậm quá trình tiêu hóa và ngăn chặn cái sự tiêu hóa và hấp thu chất béo. Và nhu cầu khuyến nghị chúng ta dùng bao nhiêu chất xơ là đủ? Thì 14 gram chất xơ cho mỗi khẩu phần, tương đương là 1.000 kilocalo, là 20 đến 20 gram chất xơ, trong đó có là 20 đến 22 gram chất xơ trên một ngày. Và những loại thực phẩm mà tinh chế có rất ít chất xơ, ví dụ như là bột mì hay là bánh mì trắng, rồi là bánh quy, rồi bánh bông lan. Chất xơ có nhiều trong rau củ quả,
và ngũ cốc nguyên hạt, các loại rau củ là như là súp lơ xanh, rồi là cà rốt, rồi là khoai tây, khoai lang. Các loại quả thì là trong quả bơ, quả lê, quả táo, quả chuối, cam, dâu. Ngũ cốc nguyên hạt thì các cái loại hạt, hạt các loại đậu, đậu đỏ, đậu xanh, đậu đen đấy, và ngô đấy. Và ví dụ như là hạnh nhân đấy, rất nhiều loại. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì nhu cầu khuyến nghị lượng rau củ quả thì từ là 400g đến 720g mỗi ngày. Thì không biết là các anh chị trong phòng Zoom này thì có ăn đủ cái lượng rau không chứ? Trước đây thì bản thân Triều cũng không có ăn đủ cái lượng rau này đâu. Đấy. Thì một ngày là chúng ta ăn phải đưa vào là 400g đến 720g thì mới là đủ. Và bổ sung các cái loại rau củ quả đa dạng với nhiều màu sắc khác nhau, ví dụ như là màu tím, rồi màu đỏ, màu cam, màu trắng, màu xanh. Thì mỗi một cái màu này nó sẽ tốt cho, ví dụ như màu tím thì tốt cho não này, màu đỏ tốt cho tim, màu vàng thì tốt cho mắt, rồi màu trắng thì tốt cho tế bào, màu trắng tốt cho xương, màu xanh tốt cho tế bào. Đấy, đấy là những cái màu sắc chúng ta ăn mỗi một bữa, chúng ta nên bổ sung đủ các màu sắc. Và theo nghiên cứu thì người Việt Nam trưởng thành ấy, 57% người Việt Nam trưởng thành thiếu rau xanh và các cái loại trái cây. Và hậu quả thiếu hụt chất xơ thì gây ra là nguyên nhân thì là thiếu hụt chất xơ là do cái tập quán ăn uống này, do thị hiếu này. Thị hiếu tức là do mình cái sở thích của mình ấy, mình thích theo một cái nhu cầu nào đấy, mình thích ăn cái này, không ăn thích ăn cái kia đấy. Và cái sự tiếp cận nguồn cung cấp rau củ quả. Và vấn đề an toàn về vệ sinh thực phẩm, vậy thì sau đây các anh chị sẽ xem một cái video là tại sao là dùng Nutrilite. Thì bản thân Triều và gia đình Triều cũng đã sử dụng nhiều năm nay. Thì mời các anh chị cùng xem. Chúng ta, ví dụ chúng ta ăn hàng ngày chúng ta không bổ sung đủ thì chúng ta nên bổ sung những cái thực phẩm bổ sung. Xin mời các anh chị. Nutrilite là nhãn hiệu tiên phong về thực phẩm bổ sung dưỡng chất thực vật từ năm 1934. Với 80 năm dẫn đầu về khoa học và nghiên cứu, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Nutrilite chứa những thành phần phytonutrient tốt nhất và hiệu quả nhất. Quy trình sản xuất độc quyền từ khâu chọn hạt giống đến thành phẩm của Nutrilite giúp đảm bảo cung cấp phytonutrient trong bột đông khô thực vật với hàm lượng cao, giúp tạo ra những sản phẩm an toàn, chất lượng cao và đáng tin cậy. Đó là cầu nối giúp cân bằng lượng dinh dưỡng thiếu hụt. Nutrilite giúp mọi người có sức khỏe tốt hơn. Đó là lý do tại sao Nutrilite là nhãn hiệu vitamin và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng bán chạy số 1 thế giới. Vâng, các anh chị vừa được xem các xem video về là tại sao lại dùng Nutrilite. Thì thương hiệu Nutrilite thì là hơn 85 năm phát triển lịch sử, hơn 85 năm. Và tinh hoa từ khoa học, tinh túy từ thiên nhiên. Và là sản phẩm bán chạy số 1 thế giới hơn 13 năm liền. Tinh túy từ thiên nhiên thì là Nutrilite đã sở hữu 4 nông trang hữu cơ và
cái nguồn nguyên liệu từ những cái nông trang hữu cơ là được chứng nhận theo cái tiêu chuẩn USDA bởi cái Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Và dưới cái quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng khép kín nghiêm ngặt thì Nutrilite luôn đảm bảo các cái dưỡng chất thiên nhiên được lưu giữ trọn vẹn trong từng sản phẩm an toàn và chất lượng. Và cái chương trình NutriCert ấy là cái chứng nhận tiêu chuẩn canh tác cho các cái nông trang hợp tác, bao gồm chất lượng canh tác, hữu cơ và dưỡng chất thực vật trong sản phẩm. Và Nutrilite tiên phong sử dụng những cái dưỡng chất thực vật trong các cái sản phẩm của Nutrilite. Tinh hoa từ khoa học, Nutrilite đã sở hữu có viện nghiên cứu Nutrilite và sở hữu 100 phòng thí nghiệm trên toàn cầu. Và có đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia dinh dưỡng, có hơn 1.000 nhà khoa học và kỹ sư và chuyên gia nghiên cứu sản phẩm và sở hữu hơn 150 bằng sáng chế cho những cái đột phá về sản phẩm, bao bì và công nghệ trong cái lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe. Và Nutrilite tiên phong trong những thực phẩm chức năng từ nguồn dinh dưỡng thực vật, dưỡng chất thực vật, góp phần mang lại những sản phẩm bán chạy số 1 trên thế giới và được người dùng trên toàn cầu tin tưởng. Và từ trước tới nay thì chúng ta thường có cái khái niệm là có bệnh thì sẽ đến gặp bác sĩ. Vậy thì chúng ta chưa có cái khái niệm là mình dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Thì hôm nay Triều cũng sẽ cho các anh chị biết được là cái sự khác biệt giữa thuốc và cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Thuốc thì mình chỉ sử dụng khi cần điều trị một cái loại bệnh nhất định và chỉ sử dụng khi có cái chẩn đoán cho phép của bác sĩ và dùng để điều trị. Thế thì cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì nó là sử dụng như một phần của dinh dưỡng hàng ngày, tức là giống như mình ăn hàng ngày đấy, và sử dụng hàng ngày với cái liều lượng hợp lý, không cần chẩn đoán và cho phép của bác sĩ, và dùng để hỗ trợ sức khỏe tối ưu, ngăn ngừa bệnh tật. Và từ trước tới nay thì chúng ta hay thường nhầm lẫn giữa thực phẩm chức năng và cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Thì cái thực phẩm chức năng nó là cái sự giao thoa giữa thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Nó chỉ là hỗ trợ một cái chức năng nào đó thôi, thì cũng dùng chỉ có thời gian thôi. Thì bản thân Triều là bán thuốc Tây cho nên là Triều cũng biết cái thực phẩm chức năng ấy thì là mình chỉ uống một thời gian thôi, xong mình lại nghỉ. Tức là cái chức năng nào, ví dụ như là chẳng hạn như mình bị rối loạn tiền đình chẳng hạn, thì mình bổ sung cái thực phẩm chức năng rối loạn tiền đình, bổ lão. Đấy là cái thực phẩm chức năng. Thì hôm nay Triều cũng muốn chia sẻ cho các anh chị biết được là nó là cái sự khác nhau. Bởi vì Triều đi gặp khách hàng là rất nhiều khách hàng cứ bảo là thế cái này là thực phẩm chức năng à, mới lại uống bao nhiêu lâu, đấy, uống bao nhiêu lâu thì nghỉ hay như thế nào, chứ chả nhẽ lại cứ uống mãi à. Đấy, thế nhưng mà không, cái này nó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nó là thực phẩm bổ sung. Mình ăn uống hàng ngày mình thiếu thì mình bổ sung vào. Đấy, chứ không phải nó là không phải là thuốc mà nó cũng không phải là thực phẩm chức năng. Đấy, thì các anh chị cũng nên phân biệt là như thế. Và đây là một cái thực sản phẩm của Nutrilite, thực phẩm bổ sung chất xơ, rau củ quả. Thì rất là ngon, cái viên này nó rất là thơm ngon và tiện lợi. Đấy. Thì bản thân Triều dùng, Triều trải nghiệm thì Triều cũng biết được cái chất lượng của nó. Và trong cái một cái viên chất xơ này thì có 1.000 mg chất xơ, trong đó là 750 g xơ không hòa tan và 200 mg xơ hòa tan, và ngoài ra còn có thêm là 750 mg đường FOS, tức là thức ăn cho lợi khuẩn. Đấy, thì trước đây Triều bán thuốc và bán thực phẩm chức năng cũng có rất nhiều hãng là có cái dạng là chất xơ, thế nhưng mà nó không có cái đường FOS này, nó không có cái thành phần này. Thì cái thành phần này là nó là cái thức ăn của lợi khuẩn đó. Và đối tượng sử dụng thì người trưởng thành này, trẻ em từ 6 tuổi trở lên, có chế độ ăn ít chất xơ này, có nhu cầu bổ sung chất xơ, rồi là người bị táo bón, ăn khó tiêu. Và cách dùng thì nhai mỗi lần là một viên,
mỗi ngày 3 lần với ít nhất là một cốc nước đầy 250ml. Bảo quản ở nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Chú ý là thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh và không sử dụng chất tạo màu này, hương liệu nhân tạo, chất bảo quản. Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực ra đây là người ta, nhà sản xuất người ta cứ cẩn thận người ta ghi thôi. Chứ còn cái viên này nó giống như là mình ăn rau hàng ngày thôi. Mình bổ sung các cái rau củ quả hàng ngày, vì trong một cái viên này nó có 13 loại rau củ quả trong một cái viên chất xơ này. Và trẻ em dưới 12 tuổi này, phụ nữ có thai, cho con bú, người đang điều trị bệnh thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng, để xa tầm tay trẻ em, bởi vì cái viên này nó rất là to, có khi là trẻ em nó không biết thì nó lại lấy nó nuốt luôn thì nó sẽ bị mắc ở họng. Đấy. Cái viên này là phải nhai. Đấy. Và Triều xin tổng kết về cái sản phẩm chất xơ này. Thứ nhất là tại sao là chúng ta bị táo bón? Táo bón thì là hiện tượng như thế nào? Là phân khô cứng nhỏ, cái tần suất là dưới 3 lần trên một tuần, và cái lượng phân thì dưới 200 gram trên lần. Đấy, cái số lần trong một tuần đi là ít và số lượng phân cũng ít. Thứ hai là chất xơ và nguồn cung cấp thì là các cái chất bột đường không cung cấp năng lượng cho cơ thể, có nhiều ở rau củ quả, ngũ cốc nguyên hạt. Thứ ba là phân loại chất xơ thì là có hai loại: chất xơ không hòa tan và chất xơ hòa tan. Chất xơ không hòa tan là không tan trong nước, không bị biến đổi trong đường tiêu hóa. Và chất xơ hòa tan thì hòa tan trong nước trở thành cái chất dạng gel. Và chất xơ hòa tan prebiotic là cái thức ăn cho lợi khuẩn. Thứ năm là cái tầm quan trọng của chất xơ thì nó làm chống táo bón này, phòng các cái bệnh đường ruột. Nếu mà táo bón lâu ngày là cũng rất là nguy hiểm, là cũng dẫn đến là ví dụ như là ung thư đại tràng, rồi ung thư trực tràng. Rất là nguy hiểm. Chúng ta hình dung như là một cái thùng rác ấy, mà chúng ta đổ rác vào 3-4 ngày chúng ta mới đổ thì cái mùi nó cực kỳ kinh khủng. Thì mình cũng hình dung trong đường ruột của mình cũng vậy. Đó. Và hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột này, rồi giảm cholesterol trong máu và kiểm soát đường huyết. Hỗ trợ quá trình giảm cân này, kiểm soát cân nặng này. Và thứ tư là cái nhu cầu khuyến nghị của chất xơ thì là 20-22 gram chất xơ mỗi ngày, là 400 gram đến 720 gram rau củ quả trên ngày. Và cái bài chia sẻ của Triều thì đến đây là kết thúc. Cũng xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Và sau cái phần này thì cô bác anh chị sẽ có câu hỏi hay là thắc mắc gì thì cô bác anh chị bật mic và tự hỏi. Và sau đây là Chiều xin nhường lời cho MC ạ. Xin cảm ơn ạ. Em xin cảm ơn chị Chiều ạ. Cô bác và anh chị thấy rằng chị Chiều chia sẻ rất là nhiều thông tin bổ ích đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng gì, đường ruột của chúng ta là nơi chiếm đến 70% các tế bào miễn dịch, và chúng ta sẽ cung cấp chất xơ để làm sao cho đường ruột của chúng ta khỏe mạnh đúng không? Thì cô rất là cảm ơn chị Triều đã chia sẻ với tất cả chúng ta những cái kiến thức rất là bổ ích. Cô bác và anh chị có thể dành cho chị Triều một tràng số 6 để cảm ơn chị Triều được không ạ? À, rất cảm ơn các cô bác và các anh chị ạ. Sau đây thì cô bác và anh chị có thể bật mic và bật cam lên, chúng ta cùng giao lưu chia sẻ về những cái thông tin hoặc là về những cái liên quan đến kiến thức của đường ruột cộng với lại cái việc sử dụng chất xơ như thế nào cho nó tốt. Thì cô bác và anh chị có thể có những cái câu hỏi nào có thể đặt ra đối với chị Triều không ạ? Chị Triều có thể giải đáp những cái câu hỏi của chúng ta ạ.